ba nè cộng cho ba nè bằng ba mà cộng đếm mà 1 2 3 4 5 6 đúng rồi mà. À, vậy đi ba hai cái mà ba 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 nó biến thành mà ba cộng ba bằng sáu à đi ba vô nó biến thành số 6 mà à, đi vô đi con đi vô rồi đấy. Cái này là 6 là bằng 5 cộng 1. Còn đây là mấy đây? Mấy đây, mấy đây hả? Cái này là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là điền ở đây mấy? Điền ngay ra mấy mà ba hả? Điền 6 mà. 6 thì bằng 1. Bằng mấy đây? Bằng mấy cộng mấy đây? 6 thì bằng mấy cộng mấy? 6 thì bằng không phải có 1 2 3 4 5 6 mà 6 nè thì nó bằng bằng mấy đây? Bằng mấy đây ba hả? Nói bằng 1 cộng cho mấy? Bằng 1 cộng cho ba hả? Cộng cho 5. 1 cộng 5 bằng 6 nè. Như vậy là đây là 1 cộng 5 đúng không? Không mà cái này số 5 nó biến thành 5 cộng 1. Không phải, không phải. Sao lại không phải? Không phải, chứ nên á. Có chứ nên viết số 1 nó ăn hết tất cả nó biến thành số 6. À, 5 với 1 kết hợp lại. Cái này gọi là cái chỗ này gọi là kết hợp lại. Có thể nói là cộng lại thành 6. Còn cái này. Tương tự như vậy cái đây là nói chuyện với chiếc số mà đường đây nó đây là ba hả, đây là 1 đúng không? Dạ bên này mấy, bên này mấy và ba hả, bên này mấy 1 thì thêm 5 nữa mới thành 6. Tiếp theo cái này đi con. 2 mà. Đâu phải 2. Cái này là 1 2 3 4. Rồi, 4 giỏi quá, Linh đang giỏi. Còn cái này? Cái này nó nhiều mà. À mấy vậy? Mấy vậy? 1 2 3 4 5 6 7. Không có đâu. 1 2 3 4 5 6 7 đúng rồi. Đây là 7. À, cái nào lớn hơn? Đúng rồi, cái này lớn hơn. Điền dấu. Không, sai rồi. Cái dấu lớn hơn á. Cái dấu lớn. Cái này là 4 này là nhỏ hơn nè, là cái dấu ngược lại. Mà, con nói cái cục gơm. Không, con không biết cục gơm nữa. Cục gơm mì mà. Con không biết cục gơm hả? Không phải cục gơm mì. Cục gơm mì là gì?